1, 2, 3 Thái Nguyên Live Hot. Rồi, hello bạn, chào mừng bạn đã đến với YouTube channel của Thanh Nguyên Con. Thì hôm nay mình có dịp giao lưu với các anh em trong xã An Mỹ. Thì hiện tại thì team nó gồm 4 thành viên. Thì hiện tại là ở đây là mình có 2 thành viên trước. Thì tất cả những các bạn này lại tập luyện và phát triển chiều cao thành công. Thì có bạn Toàn, bạn ấy tập lên được 2cm. Nhưng mà tí nữa bạn ấy học xong bạn mới gây. Bạn Toàn thì 2k4. Thì trong mấy clip E10 Liver 13 Liver 14 thì các bạn sẽ thấy bạn Toàn ha. Thì đầu tiên là mình giới thiệu trước anh quay phim. Đây là bạn Đạt đúng không? Đạt 2k5. Bạn này vậy thì tương đối khá là sớm nhưng mà cũng tập khá là kiên trì và lên được 3cm từ mét nhiêu bên là em? Dạ, mét 67 lên mét 70 anh. Mét 67 lên mét 70 đó. Thì mình cũng đã có một clip kể về quá trình của bạn Đạt rồi. Thì các bạn sẽ xem sau. Giờ thì mình sẽ giới thiệu tới nhân vật chính của ngày hôm nay. Rồi em có thể giới thiệu một chút về bản thân là em tên gì nè? Xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Tấn Dũng, em sinh năm 2005. Em lên được bao nhiêu cm rồi? Em đã lên được 5cm, cũng là 2 năm. Em có thể kể sơ qua quá trình của em nó như thế nào? Ví dụ như từng giai đoạn là chiều cao nó sẽ phát triển như thế nào? Em đã luyện tập từ rất sớm tại vì em phát hiện ra bản thân mình khá là gầy yếu nên em đã cố gắng tập luyện từ nghỉ hè năm lớp 8. Trong vòng 3 tháng thì em cố gắng chạy biển và nhảy dây, tập luyện cái bài của anh Nghiêng và cũng cố gắng ăn uống điều độ, uống nhiều sữa và trong vòng 3 tháng đó em đã tăng lên được 3.5cm. Rồi rất là tốt. Thì 1.5cm tiếp theo là em duy trì đúng không? Dạ vâng. Khi mà lên lớp 9 thì trong vòng 1 năm đấy thì em có duy trì điều đặn thường ngày. Thì em chỉ tập luyện mấy bài cơ bản bình thường. Thì trong năm đó em đã tăng lên được 1cm nữa. Và hiện tại cách đây 2 tháng nữa thì em đã tăng lên được 0.5cm nữa. Các anh đặt mục tiêu là em muốn lên mét bao nhiêu? Em muốn đặt mục tiêu là bản thân được lên 1m75 cho đến 1m73 cho đến 1m75 để bản thân có thể tự tin hơn và cũng có thể trong công việc cái thứ và hoạt động cái thứ được thoải mái hơn, tự tin. Còn bạn này 2k5 nhưng mà chạy thi năm lớp 8 thì cũng tương đối là ổn, mình cảm thấy là sẽ có tiềm năng cao hơn. Đó, thì em có thể chia sẻ là thêm là ba em cao 1m bao nhiêu, miệng cao 1m bao nhiêu? Ba em cao 1m69 và có thể là 1m7 nhưng mà em không có chính xác lắm. Thì còn mẹ em thì cao 1m58. Nói chung là khá là ngon. Thì em có lời khuyên gì cho anh em trong group bí mật thân chiều cao điều gì không? Mình muốn khuyên với các bạn là hãy cố gắng lên. Thì các bạn cứ cố gắng luyện tập. Tuy không cao nhưng chúng ta có thể đổi lại được sức khỏe và chúng ta có thể có được cái sức khỏe để mà có thể làm nhiều việc hơn. Rồi, một lời khuyên rất là tốt. Thì em muốn chúc các bạn trong group bí mật thân chiều cao điều gì? Em muốn chúc các bạn hãy kiên trì đúng không? Kiên trì, cố gắng và tất cả mọi thứ sẽ thành công đối với các bạn. Nói chung cảm ơn chia sẻ của bạn này. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Thì em còn câu chuyện gì chia sẻ với bạn không hay là được rồi? Dạ thôi xin hết. Rồi. Thì mình sẽ cập nhật chiều cao của hai bạn này sau này nha. Nếu sau này bạn ấy có cao thì mình sẽ tiếp tục cập nhật, dù sao thì hai bạn này cũng ở gần nhà mình. Rồi bấm nhấn nha.